giờ coi lại nó không lên nhá. Đi đám cưới mình phải đâu đi chợ cơ mà. Ồn ào quá, anh Hồng Tơ đi đâu vậy? Xuống được chưa? Xuống được chưa? Anh Hồng Tơ hát đi. Xuống được chưa? Chứ đi đâu xuống đi. Mới là hát đi đâu rồi đó mà ồn quá à. À bây giờ kể mình kể. Không phải đâu, tại vì lớn tuổi rồi đó. Video nó cũng lớn theo.